làm gì không? Em muốn mua xì bo. Không bé ơi. Ở đây không có xì bo, chỉ có phát di kiện miễn phí thôi bé ơi. Nhận ngay tại phiên bản mới giai kỳ như mộng của Nhất Mộng Giang Hồ, cho hội đồng toàn thân tự tin chơi game giải cẩu lương. Đầu tiên là tính năng đính tê, hội đơn giành mỗi chiếc nhất định không được bỏ qua đâu nhé. Lãng khách sẽ được kết duyên cùng 6 NPC trai xinh gái đẹp trong tương tác làm nhiệm vụ. Điểm nhân duyên càng cao sẽ mở ra nhiều hoạt động thú vị cùng NPC, hoạt động tài ám mã kỳ với các động tác đôi cực tinh cho một Nhất Mộng Giang Hồ đâu có lãnh. Du ngoạn trong chơi khắp chốn giang hồ cùng NPC với hoạt động vui xuân thật tinh, không giận dỗi, không đâu qua và luôn bên cạnh. Tri kỷ của Hương Soái Phát có chất lượng chứ nào. Bên cạnh đó, bản cập nhật này cũng là lần xuất hiện đầu tiên của hình thể Sota, cùng chiêm ngưỡng diện mạo đáng yêu và tinh nghịch của nhóc tì Sota Võ Đan này nhé. Giang hồ rộng lớn với nhiều hiểm nguy và thách thức cùng mở ra hai phó bản Minh Nguyệt Sơn Trang với độ khó cao nhất, Tông Sư và Anh Hùng Không Lôi Đảo với đội hình khiêu chiến theo nhóm lên đến 15 người. Cuối cùng là sự kiện mừng Tết Nguyên Đán, mừng xuân nhâm dần cho ngày ngày tiếp thêm muôn phần thú vị cùng anh em bằng hữu giang hồ. Xem có gì ngay thôi nào. Vô vàng trân phẩm giá trị đáng để đầu tư phải kể đến là Giang Thời Gian đẹp độc lạ, bộ y phục chấn kim quyết với phong thái đỉnh đạt và cao quý của bậc vương hầu, Lãm Tinh Hà trang phục hoàn toàn miễn phí với sắc tím cùng muôn vàng ánh sao như bầu trời đêm dành cho lãng khách. Tham gia các sự kiện Tết Nguyên Đán trên để sưu tầm cho mình những bộ thời trang hiếm cùng trân phẩm quý giá nhé. Chưa hết đâu, tự mình trải nghiệm ngay những tính năng mới nhất tại phiên bản mới giá trị như mộng nào.